Xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn là các bạn đều thích những chiếc TV có màn hình lớn, phù hợp với không gian sang trọng, cho trải nghiệm nghe nhìn cực kỳ đã, đúng không nào? Nhưng không phải ai cũng đủ khả năng có thể bỏ ra một số tiền lớn để phục vụ cho sở thích đó. Nhưng nếu như có một chiếc TV đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đó nhưng giá cả lại cực kỳ phải chăng thì không có lý do gì mà chúng ta không tậu về ngay, đúng không nào? Và ngay bây giờ hãy cùng Hoàng Yến trải nghiệm Smart TV 4K 70 inch Coax 70 UT 7000X. Hãy xem chiếc TV này có những điều gì tuyệt vời nhé. Nếu như bạn là tín đồ của phim ảnh, âm nhạc, giải trí thì chắc chắn bạn sẽ mong muốn trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời đó trên một chiếc TV có hình ảnh sắc nét, mượt mà, âm thanh thì đỉnh cao, phải không nào? Và chiếc TV đến từ Coax này đã trang bị đầy đủ những công nghệ vô cùng hiện đại và tinh tế, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn đấy. Phần màn hình thiết kế tràn viền mỏng, công nghệ sản xuất tinh tế tạo ra khung viền màn hình mỏng nhất, vừa khít với phần viền, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh vô cực, thị giác vô biên. Màn hình kích thước lớn tới 70 inch, phù hợp với những không gian rộng rãi, sang trọng. TV có độ phân giải 4K, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, sống động cho người xem. Với góc nhìn siêu rộng tới 178 độ do TV được trang bị thêm một ống kính lens quang học vào đèn nền, giúp bề mặt phát sáng đồng đều, hình ảnh sáng hơn và trong hơn. Cũng trên chiếc TV này của Coax, bạn còn được trải nghiệm công nghệ điều chỉnh hình ảnh AIPQ. Cụ thể là, công nghệ này sẽ tối ưu hóa hình ảnh từ nhiều chiều, giúp hình ảnh chân thực hơn. Được trang bị con chip mới nhất Chameleon Xtreme 2.0 hỗ trợ bộ xử lý chất lượng hình ảnh. Vì vậy, khả năng vận hành và xử lý chất lượng hình ảnh của TV được cải thiện đáng kể, hiệu suất tổng thể được cải thiện 38,8%. Và nếu như bạn muốn thưởng thức âm thanh giảm hát thì cũng không cần phải đi đâu xa. Với TV Coax, nhà sản xuất đã trang bị cho sản phẩm công nghệ Dolby Audio và DTS Studio Sound. Cụ thể, nhờ công nghệ Dolby sẽ khôi phục âm thanh nổi vòm, giúp tăng trải nghiệm nghe, thêm nhiều tận hưởng cho bạn khi xem phim, chương trình truyền hình, video trực tuyến hoặc nghe nhạc. TV thông minh Coax tiên phong chạy hệ điều hành Android 10 với bản quyền mới nhất từ Google tại Việt Nam, phản hồi nhanh hơn, nhiều tính năng mạnh mẽ hơn với nội dung rất là phong phú. Bạn có thể nhận thấy TV có giao diện thân thiện và quen thuộc với người dùng. Điểm đặc biệt của chiếc remote trên TV Coax này đó chính là nó có nút riêng cho trợ lý ảo Google Assistant. Nhờ vậy bạn không cần khó khăn tìm kiếm video trên YouTube bằng remote nữa. Ok Google, mở YouTube. Đang mở YouTube. Ok Google, MediaMarkt. Tất nhiên là được, sau đây là một vài video. Bằng cách ấn nút trợ lý ảo Google Assistant, bạn có thể ra lệnh bằng tiếng Việt để mở phim trên YouTube, Netflix, tắt mở các thiết bị thông minh như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt khi cùng kết nối Wi-Fi giống như thiết bị Google Home. Ok Google, hát thử một bài đi. Cơ hội cho tôi thể hiện đây rồi, bạn hãy mở loa lên và thưởng thức nhé. Xin chào các bạn, tôi là Google. Đi đâu ăn gì, tôi đều chỉ chỗ, hướng dẫn bản đồ, chơi nóng hay khô, trợ giúp tận tình khó hay là zero. TV Coax cũng hỗ trợ kết nối hệ sinh thái Google, kết nối các thiết bị gia dụng thông minh trong toàn bộ ngôi nhà và tận hưởng cuộc sống công nghệ hiện đại. Một số tiện ích khác cho người dùng như Daily Play gợi ý nội dung phù hợp với bạn, công nghệ Bluetooth 5.0 2 chiều kết nối nhiều thiết bị, CastPlay từ iCasting giúp trình chiếu từ điện thoại lên TV, mang đến thế giới giải trí bất tận cho bạn. Có thể nhận thấy Android TV 4K 70 inch đến từ Coax 70 UT 7000X với nhiều ưu điểm vượt trội từ thiết kế hiện đại cho đến công nghệ hình ảnh âm thanh ấn tượng, mang đến trải nghiệm giải trí cực kỳ đã. Để sở hữu sản phẩm này, bạn chỉ cần bỏ ra số tiền khoảng 25 triệu đồng, thời gian bảo hành tới 24 tháng, một đổi một trong 12 tháng, quả là rất hời đúng không nào? Vậy còn chần chờ gì nữa mà không dinh ngay em nó về nhà? Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình giới thiệu sản phẩm của MediaMarkt ngày hôm nay. Và nếu như bạn muốn sở hữu chiếc TV Coax cực kỳ thông minh này thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua website thegioidienmay.com hoặc mediamarkt.vn. Và để nhanh nhất thì các bạn hãy gọi điện ngay vào tổng đài 1900 6788. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.